chương 181, răng hàm đều cắn nát cá con chúng ta là thực sự hâm mộ. Tích tích, túc chủ thu được ban thưởng, 5 vạn nguyên dạo phố tiêu phí tài chính, có thể dùng ở dạo phố tiêu phí. Nhìn xem trước mắt hệ thống ban thưởng, Trần Khải hài lòng cười, phần thưởng này vẫn là rất không tệ, dù sao, coi như không phải hệ thống ban bố nhiệm vụ hàng ngày, hắn cũng dự định sáng sớm cho tần tiểu ngư làm bữa sáng, chủ yếu là bởi vì, chính mình hiểu rất rõ cá con tính cách. Vương Gia gia cùng Lý Nhiên hai người, thật xa từ Giang bắt đi máy bay tới, suy nghĩ một chút đều biết, Tần Tiểu Ngư đêm qua chắc chắn lôi kéo hai người bọn họ hàng huyên tới đã khuya. Lại thêm Tần Tiểu Ngư bình thường lại rất nằm y, nếu là hôm nay có thế sáng sớm làm điểm tâm mà nói, Thái Dương đều đánh phía Tây đi ra. Bất quá không có quan hệ. Làm một người trùng sinh, chính mình vốn chính là phải thật tốt sủng một chút cá con, đền bù một chút kiếp trước tiếc núi. Lại thêm, vừa mới hệ thống còn phần thưởng hắn 5 vạn nguyên tiêu phí dạo phố ban thưởng. Tên như ý nghĩa, cái này 5 vạn nguyên có thể dùng tại dạo phố tiêu phí, từ hệ thống tới trả tiền không tệ. Quay đầu hắn có thể tìm cơ hội, mang tần tiểu ngư dạo phố, đem cái này năm vạn nguyên tài chính tiêu phí đi, lông dê không hao trắng không hao. Tiếp đó ngay sau đó, tần tiểu ngư liền tiếp tục bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói, lão Trần, hôm nay bữa ăn sáng này ta rất hài lòng, làm ăn quá ngon, cái này bánh bao hấp, cạt cạt hương. Bất quá cứ như vậy một điểm, giống như không đủ chúng ta ăn a. À. Ngươi nhìn dai dai cùng nhiên nhiên, từ mới vừa đến hiện tại thì ngưng, cũng không ít ăn, liền ấm áp cùng kiều kiều hai cái này tiểu nha đầu, cũng thái độ khác thường. Bình thường ta nhớ được nghe cửu cửu cùng mợ nói, hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là rất kén chọn ăn, hiếm thấy bữa sáng ăn nhiều như vậy, uy uy uy, các ngươi được hay không? Lưu cho ta một điểm A, à, ta còn không có ăn no đâu. Trần Khải cười cười, không có việc gì, còn có một nồi đâu, nhìn thời gian này, đoán chừng cũng không sai biệt lắm A, à, chờ xem, ta đi cho các ngươi đem mặt khác một nồi bánh bao hấp lấy tới. Nếu như còn chưa đủ ăn, không quan hệ, đồ vật gì đều có, bây giờ còn có thể lại chưng một nồi, ngược lại vào cuối tuần cũng không có gì sự tình. Tần Tiểu Ngư trả lời, không cần lão Trần, ta lại ăn mấy cái liền no rồi, làm gì còn muốn khổ cực ngươi lại chưng một nồi đâu, không cần không cần. Đến nỗi dai dai cùng nhiên nhiên, vừa rồi cũng không ăn ít, đoán chừng cũng giống như ta, đã có bảy tám phần no rồi. Chờ Trần Khải đi phòng bếp về sau. Ngồi ở một bên ăn bánh bao hấp vương dai dai nói, các con a, à, ngươi có cảm giác hay không, nhà các ngươi lão Trần có phần cũng quá sủng ngươi đi. Vừa mới ở trên lầu thời điểm, ta không phải là theo như ngươi nói sao nhà các ngươi lão trần đại khái buổi sáng năm điểm nhiều thời điểm liền đứng lên chuẩn bị cho ngươi bánh bao hấp đừng nói khắc phái huynh đệ liền xem như mẹ ta nếu như ta muốn ăn bánh bao hấp mà nói mẹ ta tối đa cũng chính là buổi tối cho ta làm tuyệt đối không có khả năng thật sớm lên từ trên giường đứng lên làm cho ta ăn lý nhiên cũng nói tiếp nói ai không phải ta nếu là để cho mẹ ta thật sớm lên đi cho ta bóp bánh bao hấp dai dai ngươi tin hay không mẹ ta chắc chắn tại chỗ để cho ta lăn ha 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 ta cũng giống vậy a à. Vương giai giai tiếp tục nói, hơn nữa nhìn xem Tần tiểu ngư, cho nên a à cá con, ngươi thật đúng là quá hạnh phúc. Có như thế một cái khác phái huynh đệ, thật sớm lên làm cho ngươi bánh bao hấp ngoan ngoãn. Cái này bánh bao hấp như thế nào cảm giác chua như vậy? A à ta hiểu lầm, không phải bánh bao hấp, là ta răng hàm cắn nát, giống như ăn miếng chanh, quá chua thực sự là. Tần tiểu ngư vừa mới còn chững chạc đàng hoàng nghe, kết quả nghe được một nửa thời điểm, Vương giai giai đột nhiên tới một câu như vậy, cho nên trong lúc nhất thời, Tần tiểu ngư phốc phốc cười, ha ha ha, giai. giai ta vừa mới nhìn ngươi bộ dáng nghiêm trang như vậy còn tưởng rằng trên tay ngươi cầm cái này bánh bao hấp thật sự rất chua miên lai like là ghê răng a à. tần tiểu ngư cười ha hả vẻ mặt nhỏ phía trên lúc này tràn đầy đắc chí hắc hắc đó là đương nhiên rồi nhà chúng ta lão trần mặc dù bình thường con vịt chết mạnh miệng toàn thân cao thấp cứng rắn nhất chỗ chính là miệng lúc nào cũng không thừa nhận tốt với ta nhưng mà ta có thế cảm giác được hắn thật sự đối với ta rất tốt a à. đừng hâm mộ sáng sớm làm bánh bao hấp đây chỉ là thao tác thông thường mà thôi hai người các ngươi thật sự không cần quá hâm mộ ta. Tần Tiểu Ngư cười hì hì, trong lòng có loại không nói ra được vui vẻ. Bị dai dai cùng nhiên nhiên hâm mộ cảm giác, không nghĩ tới lại là như vậy, là một nữ học bá, Tần Tiểu Ngư trong thời gian 3 năm, hồi hồi kiểm tra rất cao thành tích, cho dù là toàn khóa đệ nhất, cũng không có loại này sảng khoái cảm giác, đây là vì cái gì đâu. Xem ra, lão Trần Tại trong lòng của mình, đã có rất cao rất cao vị trí. Tần Tiểu Ngư ở trong lòng tự mình lẩm bẩm nhìn thấy tần tiểu ngư bộ dạng này đắc ý vẻ mặt nhỏ vương gia gia giang tay ra tiếp đó đối với bên cạnh lý nhiên nói như thế nào nhiên nhiên ta không có lừa ngươi a à, nhà chúng ta cá con a à, ta có thế quá hiểu cho điểm dương quan liền cho ngươi rực rỡ nhìn thấy không có vừa rồi chính là chứng minh tốt nhất lý nhiên cũng là dở khóc dở cười đối với tần tiểu ngư vừa mới đắc ý tiểu phản ứng cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười cũng đã nói lời nói thật cái này có gì nếu như ta nếu là có như thế một cái sủng huynh đệ của ta ta cũng sẽ đắc chí lên cá con Ngươi biết không, ta bây giờ đặc biệt hâm mộ ngươi a. À. Lý Nhiên tính cách bình thường là rất tỉnh táo trầm ổn, tại các nàng ba nữ sinh ở trong nên tính là thành thục chững chặt nhất, không giống Vương Gia Gia như vậy bác quái ưa thích nói đùa, cũng không giống Tần Tiểu Ngư như vậy tiểu nói nhiều, miệng như vậy vỡ nát. Có thể từ trong miệng Lý Nhiên nói một phen như vậy, vậy thì chứng minh một việc. Lý Nhiên thật sự hâm mộ. Vương Gia Gia cũng nói tiếp, đúng vậy a à cá con, đừng nói Nhiên Nhiên, ta đều đố kỵ muốn chết. Ha 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 hâm mộ đúng không, rất hâm mộ đúng không, vậy các ngươi hai cái liền hâm mộ a, à? hắc hắc hắc. Tần tiểu ngư hi hi ha ha cười. Cá con, không mang theo như thế làm giận a. À? Vương gia giai cùng Lý Nhiên buồn bực nói, ngươi có như thế một cái sủng ngươi khác phái huynh đệ đây không phải lỗi của ngươi, nhưng mà ngươi cố ý tại trước mặt chúng ta khoe khoang, cố ý chọc giận chúng ta, này liền không chân chính nha. Ngay tại mấy nữ sinh lúc nói chuyện, Trần Khải đã đem đợt thứ hai bánh bao hấp cầm tới, đại gia nhân lúc còn nóng ăn đi. Qua, mới mẻ mới ra lô bánh bao hấp, không tệ không tệ, thật hương thật hương. Tần Tiểu Ngư cười hì hì, chỉ chốc lát sau thời gian, đại gia bữa sáng liền đã ăn xong, mấy nữ sinh đều dựa vào ngồi ở trên mặt ghế, tiếp đó ở một cái, ăn no rồi, đời này cũng chưa ăn chống nổi như vậy. Vương Gia Gia rất khoa trương đạo. Ha ha, không có lừa gạt ngươi chứ Gia Gia, nhà chúng ta lão Trần thật sự rất mạnh, không chỉ là đang nấu cơm phương diện này. A. À. Vương Gia Gia dường như là hiểu lầm rồi, sau đó dùng một loại rất vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem tần tiểu ngư. Cá con, ngươi đang nói cái gì? Là ta hiểu sai ý tứ sao? Ta thế nào cảm giác câu nói này là lạ? Tấu chương xong. Chương 182, tại sao ta cảm giác cá con có chút phu quản nghiêm đâu? Tần tiểu ngư nói chuyện thường xuyên không thông qua đại não, lại thêm tính cách tương đối ngay thẳng, tư tưởng cũng tương đối là đơn thuần một chút, cho nên bởi vì duyên cớ này, một số thời khắc lời nói ra, chính mình không cảm thấy cái gì. Nhưng mà người nghe hữu tâm đặc biệt là vương gia gia dạng này lão tài xế, trong nháy mắt liền hiểu lầm, đến nỗi lý nghiên, ở bên cạnh vô ý thức chưa kịp phản ứng, cũng không có hướng về địa phương khác nghĩ lung tung. Thẳng đến, nhìn thấy vương gia gia biểu lộ về sau, trong nháy mắt đã hiểu. Đến nỗi Trần Khải kia liền càng không cần nói. Ngược lại là Tần Tiểu Ngư một mặt hàm hàm hỏi, gia Giai, ngươi cùng nhiên nhiên làm gì dùng loại vẻ mặt này nhìn ta a, à, ta mới vừa nói sai lời gì sao? Lý Nhiên cười cười, tiếp đó tại bên tai Tần Tiểu Ngư giải thích một chút tần tiểu ngư dưới mặt ý thức liền đỏ lên tiếp đó trần vương dai dai nói phi 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 dai dai ngươi thật xấu xa ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy thật gian ác ta mới vừa rồi là muốn nói nhà chúng ta lão trần không chỉ là trù nghệ phương diện lợi hại phương diện khác cũng rất mạnh a à ý tứ của ta đó là tính toán không giải thích được ngược lại không phải dai dai ngươi nghĩ như vậy tần tiểu ngư đối với trần khải nói lão trần ngươi đừng quá để ý a à, dai dai chính là như vậy ưa thích nói loạn đùa giỡn trần khải cũng là nở nụ cười hắn tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì, dù sao hắn vô cùng rõ ràng, vương gia giai tính cách chính là như vậy, ưa thích nói đùa, bất quá nhân phẩm vẫn rất tốt, nếu không, cũng sẽ không cùng tần tiểu ngư quan hệ hảo như vậy. Tốt, không nói đùa nữa, nói thật. Chúng ta bữa sáng cũng ăn no rồi, có phải hay không nên thu thập một chút tàn cuộc? Vương Gia Giai vẫn là rất hiểu chuyện nói, dù sao, Trần Khải thật sớm lên cho chúng ta làm điểm tâm, bây giờ bữa sáng đã ăn xong, đến chúng ta biểu hiện thời điểm. Lý Nhiên gật đầu một cái, ân, phải phải nghe được vương gia giai cùng lý nhiên những lời này, tần tiểu ngư khẽ cười một tiếng. tiếp đó tại gia giai cùng nhiên nhiên trên bờ vai vỗ một cái, hơn nữa hì hì cười, ân không tệ không tệ. coi như hai người các ngươi có chút tự giác. đi thôi đi thôi, chúng ta đi phòng bếp thu thập một chút tàn cuộc. đồng thời nhìn một chút trần khải. tiếp đó đối với hắn nói, lão trần, bữa ăn sáng tàn cuộc ngươi không cần phải để ý đến, ngươi nghỉ ngơi một hồi a. À, vừa sáng sớm khổ cực ngươi làm điểm tâm, còn lại giao cho chúng ta liền tốt. tiếp đó nhìn một chút vương gia Gia. đi gia giai. giai đi trong phòng bếp làm việc, ngươi vừa rồi ăn nhiều như vậy, chờ một lúc nhiều lắm là một điểm sống. Vì cái gì a, à, vừa rồi nhiên nhưng cũng ăn không ít a. À. Vương Gia Gia trong nháy mắt bán đồng đội. Lý Nhiên liền nói, gia gia ngươi được hay không a, à, ngươi ăn không giống như ta thiếu a. À. Một lát sau, đại khái là mười mấy phút gián vẻ a, à, mấy người liền đem vừa mới bữa sáng còn lại tàn cuộc đều thu thập sạch sẽ, liên tục tẩy nhiều lần, sạch sẽ. Trở lại phòng khách về sau, Vương Gia Gia trên ghế salon ngồi xuống, mệt mỏi quá a. À đúng cá con, hôm nay thời tiết hảo như vậy, lại thêm ta cùng nhiên nhiên thật xa từ Giang bắc tới, hiếm thấy tới phụng thiên một chuyến, hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi đây? Nếu không thì dạo phố A, vừa vặn sắp khai giảng, ta còn muốn lấy đi thương trường mua mấy món quần áo đẹp đẽ, đến lúc đó mở học về sau xuyên đâu. Nhưng nhưng cũng gật đầu một cái, ân không tệ, ta cảm thấy gia gia đề nghị này rất tốt, ngược lại hôm nay cũng không có gì sự tình, nếu không liền đi dạo phố A. Đi là đi, bất quá ta phải hỏi một chút lão Trần ý kiến, lão Trần đi mà nói, vậy ta liền đi. Tần Tiểu Ngư lúc nói lời này, Vương Gia Gia cùng Lý Nhiên sau khi nghe cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người nhỏ giọng lẩm bẩm, ra ngoài đi dạo cái đường phố, còn muốn xin chỉ thị một chút nhà các ngươi lão Trần ý kiến sao? Như thế nào cảm giác cá con cái này, có chút phu quản nghiêm nha. Tần Tiểu Ngư cười hì hì, lão Trần, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, Gia Gia đề nghị hôm nay cùng một chỗ đi dạo phố, mua mấy món đại học mở học về sau mặc quần áo, dù sao khoảng cách khai giảng, chỉ còn lại một hai tuần thời gian, đã gần ngay trước mắt, cao trung mặc những quần áo kia, đến đại học về sau, quả thật có chút không quá thích hợp. Ta ngược lại thật ra còn tốt, ngược lại ta xuyên áo phong cách, vẫn luôn là dạng này. Bất quá dai dai cùng nhiên nhiên có thể cảm thấy, trưởng thành về sau, ăn mặc xinh đẹp một điểm, gợi cảm một điểm A, nhưng mà có thể lý giải, dù sao dai dai dạng này, nếu là không mặc gợi cảm một chút, đoán chừng đến đại học về sau, đều không chắc chắn có thể tìm được bạn trai. Ta liền không tồn tại vấn đề này, lão Trần ngươi nói đúng không, dù sao dung mạo ta đẹp mắt như vậy, căn bản vốn không cần dùng quần áo tới phụ trợ, ngươi nói đúng không đâu. Tần Tiểu Ngư cười hì hì. Nhưng kỳ thật Tần Tiểu Ngư càng muốn nói hơn chính là, lão Trần, ta có ngươi nha. Bất quá câu nói này đến miệng bên cạnh không có nói ra, Tần Tiểu Ngư mặc dù tùy tiện, nhưng mà như thế một cái thẳng thắng, vẫn có chút ngượng ngùng nói ra được. Vương Gia Gia nghe xong Tần Tiểu Ngư lời này về sau, cũng là gương mặt người da đen dấu chấm hỏi khuôn mặt, cá con lời này của ngươi có ý tứ gì nha, cái gì gọi là, ta đến đại học về sau cũng không tìm tới bạn trai, Ta nào có kém như vậy nha. Đương nhiên, coi như ta tìm bạn trai, chắc chắn cũng là không sánh được nhà các ngươi lão trần. Đẹp trai như vậy, còn như vậy sủng ngươi, mấu chốt là sự nghiệp thành công, còn có thể sáng tác bài hát. Cái này ta thừa nhận, coi như ta đến đại học tìm bạn trai, chắc chắn liền nhà các ngươi lão trần một nửa cũng không bằng, không đúng không đúng, nào chỉ là một nửa a, à, liền gần một nửa cũng không sánh nổi. Tần Tiểu Ngư cười hì hì. Ha ha ha, gia gia ngươi biết ta thích nhất ngươi cái gì không? chính là thích ngươi loại này thích nói lời nói thật dáng vẻ chính xác chính xác cái này ngươi tính toán nói đúng nhà chúng ta lão trần hảo như vậy chính xác không có mấy cái nam sinh có thể so sánh được với hắn tần tiểu ngư vừa mới theo lời nói này xuống rất nhanh liền phản ứng lại không đúng dai dai ngươi nói lời này có ý tứ gì ngươi sẽ không phải là muốn nói ta có chúng ta gia lão trần a ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì vương dai dai ha ha cười không tệ lắm cá con thế mà đã hiểu không đơn giản không đơn giản nghe được mấy nữ sinh ở giữa đối thoại trần khải cũng là nở nụ cười tiếp đó tần tiểu ngư rất nghiêm túc hỏi lão trần nghiêm chỉnh mà nói ngươi đi không đi chỗ nào đương nhiên là cùng chúng ta một khối dạo phố nha tần tiểu ngư khẩn cầu nói lão trần cùng chúng ta cùng nhau đi a à, ngược lại trong nhà cũng không có gì ý tứ ra ngoài đi một chút đi loanh quanh đi không có vấn đề trần khải đáp ứng xuống tiếp đó vuốt vuốt tần tiểu ngư tóc rất cưng chiều nói lại thêm chính mình vừa mới thu được hệ thống ban thưởng cho mình năm vạn nguyên dạo phố tiêu phí tài chính, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Tần Tiểu Ngư đối với Vương Gia Gia nói, tốt Gia Gia, nhà chúng ta lão Trần cũng đi, vậy ta cũng đi. Vậy chúng ta riêng phần mình rửa mặt một chút, thu thập một chút, tiếp đó liền có thể đi ra ngoài rồi. Tấu chương xong. Chương 183, thức ăn cho chó nhiều lắm khi dễ chúng ta hai đầu độc thân cậu A. Thời gian chỉ chốc lát, Tần Tiểu Ngư Vương Gia Gia cùng Lý Nhiên ba người, liền đã đi phòng vệ sinh rửa mặt xong, tiếp đó đối với Trần Khải nói, Lão Trần, chúng ta cũng đã thu thập xong, chúng ta bây giờ có thể ra cửa. Đi thôi đi thôi. Đi dạo phố. Tần Tiểu Ngư cũng nghiêm trang nói, đúng Lão Trần, chờ một lúc đến trung tâm thương mại về sau, ngươi cũng có thể giúp ta chọn mấy bộ y phục, giúp ta tuyển một tuyển, ngươi cũng biết con người của ta không có gì chủ kiến, cho nên, ngươi nói cái nào kiện dễ nhìn, ta liền mua món đó, như thế nào Lão Trần ngược lại ta tin tưởng ngươi ánh mắt, chắc chắn không có vấn đề. Tần Tiểu Ngư nói. Trần Khải cũng là mỉm cười, tiếp đó gật đầu một cái. Biểu thị không có vấn đề. Từ quá tốt rồi. Chỉ chốc lát sau thời gian, mấy người đã đến Phụng Thiên một nhà thương thành lớn, đi vào thương trường về sau, liền trực tiếp lên nữ trang chuyên khu. Lão Trần, ngươi cảm thấy bộ y phục này như thế nào, ta xuyên có phải hay không vẫn rất thích hợp đâu. Trần Khải nhìn một chút, ân, chính xác thật thích hợp, nếu không thì ngươi đi vào trong mặt thử một chút đi, nếu như dễ nhìn mà nói liền trực tiếp mua a à. vừa vặn ta hôm nay mang tiền a à. không phải chứ lão trần ta là nhường ngươi giúp ta chọn quần áo không phải nhường ngươi giúp ta mua quần áo nha ngươi có thể lầm hay không tần tiểu ngư một mặt ngơ ngác nhìn trần khải trần khải cũng là hơi cười cười không có nói đùa ta là nghiêm túc cá con ngươi không phải mua cho ta một bộ âu phục sao, bây giờ ta mua cho ngươi mấy bộ y phục đó cũng là rất bình thường tốt nhanh đi bên trong mặt thử một chút đi Tần Tiểu Ngư không khéo gật đầu, a à, a à, tốt, cái kia lão Trần ở đây chờ ta một chút, ta bây giờ liền đi bên trong mặt thử một chút, chờ xuyên ra tới về sau, ngươi cho ta một cái đánh giá cùng ý kiến, hì hì. Nói xong câu đó, chờ ở phía sau Vương Gia Gia cùng Lý Nhiên hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Vương Gia Gia còn không có nói cái gì, nhưng mà Lý Nhiên lúc này có chút hoài nghi nhân sinh, thế là rối rít mở miệng, liền trực tiếp nói, Gia Gia, ngươi xem một chút ngươi ra đây là gì chủ ý ngu ngốc, chúng ta hiếm thấy tới Phụng Thiên một chuyến, liền không thể tìm một chỗ chơi đùa sao? đề nghị đi dạo cái gì đường phố A, nhìn một chút, đây không phải chính mình tìm cho mình chịu tội. Sao? Tới đây làm gì, xem người ta Trần Khải đối với cá con như thế nào hảo, hai người chúng ta ở đây làm bóng đèn, ở một bên làm hâm mộ sao? Vương Gia Gia cũng là gương mặt khổ tâm biểu lộ, cái này có thể trách ta sao, ta nào biết được A. À? Chính xác, thức ăn cho chó này hương vị tuyệt không ăn ngon A. À? Một lát sau, Tần Tiểu Ngư liền từ trong phòng thử áo đi ra, như thế nào lão Trần, ta xuyên loại quần áo này đẹp không? có phải hay không vẫn được đâu. Tần tiểu ngư mặc quần áo này đúng là nhìn rất đẹp. Dù sao dáng người liền tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, mặc loại này thanh tân kiểu ô quần áo, khi liền càng không cần nói, đơn giản không cần quá phù hợp. Quá phù hợp. Trần Khải hồi đáp, ân, chính xác nhìn rất đẹp. Hì hì, ta còn tưởng rằng lão Trần ngươi biết nói đồng dạng đâu, đột nhiên khen ta, khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng. Tần tiểu ngư cười ngu ngơ lấy, sau đó đem bộ quần áo này bị thay thế, Trần Khải liền trực tiếp trả tiền, bộ quần áo này cũng không đắt, cũng liền không sai biệt lắm ngàn tám trăm khối mà thôi. hệ thống ban thưởng cho Trần Khải ước chừng năm vạn nguyên dạo phố tiêu phí tài chính. cho nên ngay sau đó liền nói, tốt cá con, lại đi chọn mấy món a, à? lại chọn mấy món. Tần Tiểu Ngư sững sốt một chút, kém chút chưa kịp phản ứng, lão Trần, cái gì gọi là lại đi chọn mấy món? Trần Khải trả lời, đi ra dạo phố cũng không thể chỉ mua một kiện a, à, lại đi nhiều chọn mấy món. Qua, lão Trần ngươi cũng quá tốt rồi đi. Tần Tiểu Ngư kích động nói, nguyên bản đâu, ngươi chủ động đưa ra muốn cho ta mua một bộ y phục, ta đã rất vui vẻ. Hiện tại nói cho ta biết, muốn cho ta mua tốt mấy món, lão Trần, ngươi thật sự quá tốt rồi. Yêu ngươi chết mất thực sự là. Nếu đã như thế, vậy ta liền không khách khí rồi. Ta liền lại đi chọn mấy món, lão Trần ngươi tiếp tục giúp ta tuyển một chút a. À. Tần Tiểu Ngư hì hì cười, tiếp đó lôi kéo Trần Khải tay, Tại thích hợp bản thân mặc quần áo phong cách vị trí ngừng lại, tuyển lại tuyển, lão Trần, ta cảm thấy bộ này quần áo màu trắng giống như cũng rất thích hợp ta. Còn có cái này màu hồng, ta cảm giác ta mặc vào về sau hẳn là cũng rất khả ái a. À. Còn có bộ y phục này, có vẻ như cũng rất thích hợp ta. Ai nha nha, ta không chọn, lão Trần ngươi giúp ta quyết định đi. Ngươi cũng biết, con người của ta có lựa chọn khó khăn chứng, không có gì chủ kiến, cần phải có một cái tính cách cường thế hơn một điểm giúp ta làm quyết định, cũng tỉ như nói lão Trần ngươi, hắc hắc ta biết lão trần ngươi rất mang nếu như không phải là bởi vì hai chúng ta là nam nữ huynh đệ quan hệ làm không tốt ta hì hì tần tiểu ngư cười ngu ngơ lấy trần khải trực tiếp đối với nhân viên bán hàng nói một câu nói giúp ta đem mấy món này quần áo toàn bao đứng lên tần tiểu ngư ngây ngẩn cả người kém chút chưa kịp phản ứng ở một bên vương gia dai cùng lý nhiên lúc này càng thêm hoài nghi nhân sinh ta thực sự là tiện a ta thật không hẳn là thật xa từ giang bắc bay tới đây không phải chính mình mang lại cho bản thân phiền phức sao hơn nữa, ta lại còn chủ động đưa ra muốn ra tới dạo phố, ta lúc đó là nghĩ gì, ta thật phục chính mình, còn ngại lần trước cá con cùng Trần Khải hai người bọn họ phóng tránh phóng không đủ chói mắt đúng không? Còn nghĩ một lần nữa thể nghiệm một chút. Vương Gia dai buồn bực nói. Mấy người tần tiểu ngư đem mấy món này quần áo đều đã mặc thử sao? Trần Khải trực tiếp trả tiền, dù sao cũng là hệ thống trả tiền, nhưng kính hao lông dê liền xong việc, tiếp lấy đi xuống lầu nam trang chuyên khu, Trần Khải chính mình cũng mua mấy bộ quần áo, có thể lưu đến đại học tự trường thời điểm xuyên mang theo một cái lại một cái túi sách tay đi ra thương trường. Tần Tiểu Ngư thắng lợi trở về, tiếp đó chậm rãi nói, Lão Trần, ta phát hiện ngươi trong khoảng thời gian này, biến hóa thật là quá quá lớn rồi. Hơn nữa đối với ta, cũng càng lúc càng lớn phương, thật sự, muốn nói ngươi không thích ta mà nói, ta thật không tin. Tần Tiểu Ngư nghiêm trang nói. Trần Khải cũng là nở nụ cười, tiếp đó vuốt vuốt lên cá con sau đầu. Một màn này, bị Vương Gia Giai cùng Lý Nhiên hai cái độc thân cẩu nhìn ở trong mắt, gọi là một cái phiền muộn A, gọi là một cái khó chịu a. À. Hận không thể tại chỗ đào hố, tiếp đó chui vào. Không muốn lại đi ra. Quá đau, thức ăn cho chó này người nào thích ăn ai ăn, ngược lại vương gia dai, dai cùng lý nhiên là thực sự không ăn được. Bây giờ đã buổi sáng 10 điểm nhiều, lại có hơn 10, 20 phút chung dáng vẻ, liền đến giữa trưa 11 điểm, nên ăn cơm trưa. Bất quá vương gia dai, dai cùng lý nhiên hai người cảm thấy. Cơm trưa bữa cơm này có thể miễn đi. Vì cái gì? Bởi vì ăn hết thức ăn cho chó liền đã ăn no rồi, còn cần đến ăn cơm trưa sao? Mặt khác, tối về về sau cũng không cần bật đèn, cái này phóng tránh phóng, cảm giác con mắt đều muốn bị lóe mù. Cá con, hai người các ngươi. Này liền có chút quá đáng a, à, có thể hay không suy tính một chút chúng ta độc thân cẩu cảm thụ a. À. Vương Gia giai cùng Lý Nhiên buồn bực nói. Tấu chương xong. Chương 184, tầng cá con ta có phải hay không có chút quá tiếp cận lão Trần rồi. Tần Tiểu Ngư ngay sau đó liền nói. Gia Gia lời này của ngươi có ý tứ gì nha, cái gì gọi là hai người các ngươi độc thân cẩu, nói giống như ta có bạn trai, nhà chúng ta lão trần có bạn gái tựa như, đại gia cũng vậy, cũng là độc thân cẩu, chuẩn xác mà nói là bốn cái độc thân cẩu ha ha. Tần tiểu ngư cười hì hì. Nhưng mà, vương gia giai cùng lý nhiên lại gương mặt biểu tình buồn bực. Mặc dù cũng không nói gì, nhưng mà nội tâm lại tại sụp đổ, cá con, các ngươi tự vấn lòng, ngươi cùng trần khải mặc dù không phải quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng kỳ thật các ngươi như thế tới tới lui lui phóng tránh, cho chúng ta tạo thành tổn thương cùng là nam nữ bằng hữu có khác nhau sao? Nhờ cậy, một điểm khác nhau cũng không có có hay không hảo. Vương Gia Gia buồn bực thở dài một hơi, tiếp đó Gia Gia đi ở phía sau lẩm bẩm nói, xem ra lần này tới Phụng Thiên, thật là đến nhầm A, thật xa đi máy bay, ngồi mấy giờ đến Phụng Thiên. Chính là thật xa tới ăn thức ăn cho chó sao? Nhìn các con cùng các nàng gia lão trưng bày tránh sao? Tần tiểu ngư ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, giống như một hơi vui vẻ quả, cười tuê tuết, không tim không phổi, bất quá dạng này nữ hài sống được cũng càng vui vẻ. Nhìn thấy Tần Tiểu Ngư cười tươi như hoa, Trần Khải cũng là cỡ nào hy vọng, Tần Tiểu Ngư có thể một mực dạng này tiếp tục giữ vững, rất ưa thích dạng này các con. Lão Trần, ngươi làm gì dùng loại vẻ mặt này cùng ánh mắt nhìn ta nha, ta mới vừa nói nói bậy sao? Tần Tiểu Ngư một mặt hàm hàm hỏi, tiếp đó đùa giỡn trêu chọc, vẫn là nói, ta mới vừa nói sai, lão Trần ngươi kỳ thực có bạn gái. Ta đương nhiên không có bạn gái, Tần Tiểu Ngư ngươi nghĩ gì đây? Hắc hắc vậy là tốt rồi. Tần Tiểu Ngư theo bản năng nói. Vậy là tốt rồi. Tần Tiểu Ngư lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới biểu đạt giống như có chút quá trực bạch, thế là hơi cãi chày cãi cối một chút, không phải, lão Trần ý tứ của ta đó là. Vậy ta vừa rồi không có nói sai hì hì, chúng ta vừa vặn bốn cái độc thân cẩu ha ha. Bất quá độc thân cẩu thế nào, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ thoát đơn không phải sao. Hơn nữa ta có dự cảm, đến đại học về sau, ta nhất định có thể thoát đơn. Tần Tiểu Ngư cười hì hì, sau đó nhìn Trần Khải hỏi, lão Trần ngươi nói đúng không? Ngươi cảm thấy ta đến đại học về sau có thế thoát đơn sao? Trần Khải hiểu ý nở nụ cười, ta cảm thấy có thể. Hắc hắc, vậy thì mượn ngươi cắt ngôn rồi lão Trần. Tần Tiểu Ngư hì hì cười, tiếp đó ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm, lão Trần vừa mới nói như vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Đến đại học về sau, hắn liền sẽ đối với chính mình bày ra mãnh liệt truy cầu thế công đâu. Ân, lão Trần đều nói trực tiếp như vậy, nhất định sẽ. Tần Tiểu Ngư đã bắt đầu mong đợi lúc này nhỏ giọng lẩm bẩm trong đầu bộ não đủ loại tràn diện lên đại học về sau lão trần sẽ dùng phương thức gì truy cầu chính mình đâu mặc dù không biết cũng không có biện pháp đoán trước tương lai nhưng mà tần tiểu ngư đã làm xong dự định nếu như lão trần muốn cùng chính mình thổ lộ mà nói chỉ cần hắn mở miệng chính mình chắc chắn đáp ứng mà lại là vài phút bất quá nghĩ nghĩ dạng này có phải hay không có chút quá không căng thẳng a à đúng tính cách của mình vốn là không thận trọng cái kia không sao lúc này đã đến giữa trưa mười một điểm Thế là ở trung tâm thành phố bên này tìm một nhà hoàn cảnh cũng không tệ phòng ăn cùng một chỗ ăn cơm trưa cuối cùng lựa chọn một nhà tiệm lẩu dù sao nhiều người đi một khối ăn lẩu cái kia có nhiều bầu không khí a à. ăn lẩu ăn được một nửa thời điểm Trần Khải điện thoại lúc này nhận được tin tức là biển sâu cùng tin không hai nhà công ty đĩa nhạc liên quan người phụ trách cho hắn gửi tới tin tức đều rối rít biểu thị mình đã xuống phi cơ đến Phụng Thiên sân bay hỏi Trần Khải lúc nào thuận tiện ghé qua đó một chút tìm quán cà phê hay là quán ba các loại chỗ trò chuyện một chút cái này hai bài ca hợp tác. Hơn nữa mặc kệ là biển sâu đĩa nhạc, vẫn là tinh không đĩa nhạc. Hai nhà này công ty đều rất có lòng tin, có thể đem mập mờ cùng ai cái này hai bài ca làm vô cùng thành công, để cho cái này hai bài ca ở trên mạng thu được độ cao cao nhất độ lộ ra ánh sáng lượng, dù sao cũng là hai nhà ma đôi lớn nhất công ty đĩa nhạc, tại tài nguyên lưu lượng phương diện này là tuyệt đối không thiếu, thiếu chính là hảo tác phẩm. Mà cái này hai bài ca, mặc kệ là cái nào một bài. Đối với biển sâu cùng tinh không công ty đĩa nhạc tới nói, cũng là giá trị buôn bán cùng tác phẩm chất lượng song cao tồn tại. Trần Khải trở về một chút tin tức, ta lúc này cùng bằng hữu ở bên ngoài ăn cơm trưa, buổi chiều một điểm a, chúng ta ngay tại trung tâm thành phố một nhà quán ba gặp mặt a. A a, là Phụng Thiên trung tâm thành phố nhà kia dây leo quán ba. Ta biết quán rượu kia, phía trước đi Phụng Thiên đi công tác thời điểm, cùng một vị hợp tác công ty tổng giám đốc gặp qua ở nơi nào mặt, quán rượu kia ta biết, xem như một cái tương đối rất sạch sẽ tràn tử, không có những cái kia loạn thất bát tao, không sạch sẽ hay là tới quấy rối. Dù sao mặc kệ nói thế nào, cũng là tại trung tâm thành phố quán ba, bao nhiêu cũng kiềm chế một chút. Vậy được, Trần Khải đồng học, vậy ta trước hết đi nhà kia quán ba chờ ngươi tới. Nhưng mà không sao, ngươi lúc này tại cùng bằng hữu liên hoan phải không? Ngươi chậm rãi dùng cơm, chờ một lúc tới thời điểm nói với ta một tiếng là được, ta lúc này người còn tại sân bay, vậy ta đi trước. Ân đi, không có vấn đề, vậy trước tiên như vậy đi. Trần Khải hồi đáp. Tốt Trần Khải đồng học, vậy chúng ta chờ một lúc quán ba gặp A. Cùng tin không đĩa hát Dương Kỳ trở về một chút tin tức về sau. Trần Khải lại cùng biển sâu đĩa hát người phụ trách trở về một chút, đồng dạng hẹn ở dây leo quán ba. Trở về xong tin tức về sau, Trần Khải lúc này mới đem điện thoại bỏ qua một bên, tiếp đó từ nồi lẩu bên trong kẹp một cái tôm hùng nước ngọt, đem đầu tôm bỏ đi về sau, tiếp đó đặt ở tầng tiểu ngư trên bàn ăn mặt, toàn trình biểu hiện rất tự nhiên, mặc dù không có nói thêm cái gì lời nói, nhưng mà tầng tiểu ngư vẫn cảm thấy rất vui vẻ, dù sao, lão trần là cho chính mình kẹp đi, tần tiểu ngư đương nhiên cao hứng. cái này có thể so sánh chính mình kẹp muốn ăn ngon nhiều. đúng lão trần, tần tiểu ngư vừa ăn vừa nói, vừa mới nhìn ngươi tại cùng người nói chuyện phím đánh chữ, ngươi chờ một lúc sẽ không còn có hẹn a. À? trần khải gật đầu một cái, tiếp đó giải thích một chút, chính mình chờ một lúc đã hẹn biển sâu cùng tinh không hai nhà công ty đĩa nhạc người phụ trách đi trung tâm thành phố đối diện dây leo quán ba gặp mặt thuận tiện tâm sự hai bài ca bản quyền hợp tác. a à là như thế này a. À? tần tiểu ngư mặc dù không có nói cái gì nhưng mà rất rõ ràng từ trên nét mặt mặt liền có thể phản ứng đi ra chỉ cần nói chuyện cùng trần khải tách ra dù chỉ là tách ra một giờ tần tiểu ngư có chút không quá nguyện ý tiếp đó tần tiểu ngư chính mình thỉnh thoảng cũng tại nổi lên suy nghĩ chính mình có phải hay không quá tiếp cận lão trần chính xác tần tiểu ngư chính mình cũng có thể cảm giác được có vẻ như có thế chính mình là có một chút tiếp cận người không biết lão trần có thể hay không ngại chính mình phiền đâu vốn là tần tiểu ngư còn muốn hỏi một chút chính mình có thể hay không cùng hắn cùng nhau đi đâu. Nhưng mà nghĩ đến đây, thế là lẩm bẩm ở trong lòng đạo. Cũng không cần đi. Vạn nhất lão Trần chán ghét mình làm thế nào, ngại chính mình phiền làm sao bây giờ. Nhưng Tần Tiểu Ngư không có nghĩ tới là, Trần Khải lúc này mở miệng. "Cá con, đợi chút nữa ngươi theo ta cùng nhau đi a." À. Tấu chương xong. Chương 185, ta cùng lão Trần đi hẹn hò các ngươi có thể không nên nói lung tung nha. Tần Tiểu Ngư sững sốt một chút, liền hỏi, "A à lão Trần?" ngươi là để cho ta với ngươi cùng một chỗ đi sao là thật sao nhìn thấy tần tiểu ngư biểu lộ trần khải cũng là mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi khuôn mặt thế là cười cười hỏi thế nào các con ngươi đây là biểu tình gì làm gì biểu hiện kinh ngạc như vậy phía trước ta đi nơi nào thời điểm không phải đều là mang theo ngươi cùng nhau đi sao lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ làm gì giật mình như vậy không phải không phải tần tiểu ngư lắc đầu tiếp đó nói rất chân thành lão trần kỳ thực vừa rồi đâu ta cũng nghĩ mở miệng cầu ngươi dẫn ta cùng một chỗ đi. đương nhiên, ta chỉ là suy nghĩ một chút như vậy, nhưng mà chưa hề nói. chủ yếu là ta cảm thấy a. À. tần tiểu ngư tiếp tục nói, thật giống như ta phía trước nghe người khác nói qua, nam hài tử không quá ưa thích đặc biệt phiền nữ sinh, cho nên ta liền là lo lắng, lo lắng lão trần ngươi sẽ chê ta phiền. mỗi lần lúc ra cửa đều phải đi theo ngươi cùng nhau đi. tự như là có chút tiếp cận người, ta cũng có chút phát giác như vậy, nhưng mà không có cách nào, ngươi là ta huynh đệ tốt nhất nha, ta mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ cùng ngươi tại một khối. Bất quá đương nhiên, lão Trần ngươi nếu là không dễ dàng, hoặc có khác biệt ý nghĩ, ngươi có thể trực tiếp nói với ta, ta tận lực khắc chế một chút. Dù sao ngươi cũng biết, con người của ta khuyết điểm lớn nhất chính là lòng ham chiếm hữu quá mạnh mẽ. Nghe được Tần Tiểu Ngư hàm hàm nói, Trần Khải cũng là nở nụ cười, tiếp đó tại trên mặt Tần Tiểu Ngư nhẹ nhàng nhéo nhéo, tiếp đó trực tiếp mở miệng nói ra. Các con ngươi yên tâm đi, ngươi nghe, ta bây giờ nói câu nói này hy vọng ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không chê ngươi phiền, hơn nữa ta liền tốt ngươi cái này. Cái gì gọi là liền tốt ta một hớp này? Tần tiểu ngư biểu môi, bán cái manh, lão trần, lời này của ngươi nói, giống như tần tiểu ngư ba chữ giống như trọng khẩu vị móc nối. Trần Khải có chút bội phục tần tiểu ngư đầu óc, hắn muốn biểu đạt chính là, chính mình chỉ thích như vậy tiếp cận nhân tin Bất quá phía trước, cũng đã nói rồi, mặc kệ cỡ nào mập mờ mà nói đi ra, chỉ cần tần tiểu ngư nói tiếp. Tuyệt đối có thể đem họa phong này đưa đến một cái vô cùng kỳ quái phương hướng, Trần Khải xem như lĩnh giáo đến, Ta nói là, ngươi muốn làm sao tiếp cận cứ như vậy tiếp cận, vẫn là. Ngươi không muốn cùng ta cùng nhau đi. Dĩ nhiên không phải, ta nghĩ ta nghĩ. Tần Tiểu Ngư nghiêm túc gật đầu, tiếp đó có chút hơi kích động. Cái kia lão trần, chờ một lúc chúng ta ăn xong nồi lẩu về sau, ta cùng đi với ngươi. Đến nỗi ấm áp cùng kiều kiều. Gia gia nhiên nhiên, hì hì, ta hai cái này tiểu biểu muội liền nhờ cậy hai người các ngươi chiếu cố, xế chiều hôm nay ngược lại các ngươi cũng không có gì chuyện, không bằng liền mang ta hai cái tiểu biểu muội đi xem một chút điện ảnh a, vừa rồi các ngươi cũng nghe đến, ta phải bồi lão Trần đi gặp một chút hai nhà công ty để nhặt người phụ trách, chúng ta đây chính là đang nói chuyện đứng đắn đâu. Vương gia dai trong chớp nhoáng này, đột nhiên nghĩ tới một bộ phim truyền hình lời kịch kinh điển, là năm 6 năm trước thời điểm, nhiệt bá một bộ cổ trang xuyên qua đề tài phim truyền hình, gọi là thần thoại, bên trong triệu cao diễn viên nói một câu: "Ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường." Hai người các ngươi đi hẹn hò, để cho ta cùng Nghiên nhiên thay ngươi mang hài tử, sáu lật ra bên cạnh lý nhiên cười cười đi không có việc gì các con các ngươi cứ việc hẹn hò đi thôi hai tiểu gia hỏa này giao cho chúng ta buổi chiều ta cùng gia gia dẫn các nàng hai cái xem phim đi lý nhiên hỏi một chút ấm áp cùng kiều kiều ấm áp kiều kiều xế chiều hôm nay nhiên nhiên tỷ tỷ mang các ngươi đi xem phim nói đi các ngươi có cái gì muốn xem điện ảnh gần nhất có mấy bộ mới chiếu lên hoạt hình điện ảnh có vẻ như phòng bán vé vẫn rất cao nếu không thì xế chiều hôm nay tỷ tỷ mang các ngươi đi thôi vừa rồi các ngươi cũng nghe đến các ngươi cá con biểu tỷ đâu muốn cùng trần khải ca ca nói chuyện đứng đắn chúng ta cũng đừng quấy rầy bọn họ các ngươi nói ra ấm áp cùng kiều kiều mặc dù vẫn là tiểu hài tử nhưng cũng vô cùng biết chuyện lúc này lập tức gật đầu trả lời Ừ, tốt không có vấn đề nhưng nhiên tỷ tỷ buổi chiều hai chúng ta nghe các ngươi ăn bài a à, xem phim gì cũng có thể ân thật ngoan lý nhiên nhìn xem tần tiểu ngư nói cá con đợi chút nữa cơm nước xong xuôi về sau ngươi cùng trần khải liền trực tiếp hẹn hò đi thôi hai tiểu gia hỏa này giao cho chúng ta. Tần tiểu ngư rất kinh ngạc hỏi, nhưng nhiên ngươi tại sao vậy, lúc nào trở nên cùng gia dai, dai một dạng ưa thích nói giỡn, ta không phải là nói sao, ta cùng lão trần, hai chúng ta là nói chuyện đứng đắn nha. Cái gì hẹn hò a, à, hai người các ngươi cũng chớ nói lung tung có hay không hảo. Tần tiểu ngư nói rõ một chút. Liền trước đây thời điểm, nhà chúng ta lão trần, viết hai bài ca, một bài tên bài hát gọi là mập mờ, mặt khác một bài gọi là ai, ta không phải là đã nói với các ngươi sao, bây giờ cái này hai bài ca tạc hỏa tạc hỏa, đồng thời bị hai nhà, hơn nữa còn là ma đô hai nhà công ty lớn coi trọng, muốn hợp tác, chúng ta chờ một lúc quá khứ là muốn đi đàm luận chuyện này, cái gì hẹn hò a, à? chớ nói lung tung có hay không hảo. Vương Gia Gia nói bừa một câu lời nói thật. Các ngươi cùng đối phương công ty nói xong, tối đa cũng chính là 2 đến 3 giờ thời gian a. À. Ân không kém bao nhiêu đâu. Chẳng lẽ nói xong hợp tác về sau, liền trực tiếp trở về tìm chúng ta. Ta nghĩ hẳn sẽ không a. À. Cái này sao, chính xác tần tiểu ngư gật đầu một cái mấy người nói xong hợp tác sau đó ta cùng lão trần có thể ở bên ngoài đi loanh quanh cũng có thể là tìm một chỗ hai người chơi một chút ngươi nhìn cá con ngươi cũng nói nói xong hợp tác về sau tìm một chỗ chơi một chút đây không phải là hẹn hò là cái gì cái này tần tiểu ngư như thế một cái tiểu nói nhiều bị dai dai lái như vậy đùa dẫn nhạo báng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói tiếp thật sự chính là bị đã hỏi tới bên cạnh trần khải nghe đến đó cũng là hiểu ý nở nụ cười ngươi còn thật sự đừng nói Trần Khải chưa từng có nhìn thấy Tần Tiểu Ngư dạng này. Đang nói chuyện phương diện này bị hỏi. Bất quá bộ dạng này bộ dáng hàm hàm, thật sự rất khả ái, không nhịn được nghĩ bóc hai cái. Chờ một lúc sau đó. Ăn rồi cơm trưa, Trần Khải đi xuống lầu sân khấu mua một chút đơn, một trận nồi lẩu mà thôi, ngược lại cũng không mấy đồng tiền, lại thêm, không có gì bất ngờ xảy ra. Một giờ về sau, hắn liền chuẩn bị đem phía trước đầu tư mua kỳ hạn giao hàng toàn bộ bán đi bộ hiện, kiếm được tiền gấp ba lợi tức hoàn toàn không có vấn đề lúc trước hắn đầu tư 1.800 vạn. Tần Tiểu Ngư cũng đầu 120 vạn đi vào. Một lớp này xuống, Trần Khải có thể kiếm được 5.000 tới vạn, kế tiếp thành lập truyền hình điện ảnh tương quan công ty, khởi động cùng vận chuyển phương diện tài chính liền có, mà này nhà công ty, hắn tính toán mở ở Ma Đô, mấy người đại học mở học về sau, bình thường đi công ty một chuyến cũng tương đối dễ dàng. Mà Tần Tiểu Ngư ném cái kia 120 vạn, cũng có thể lật mấy lần, đến lúc đó không sai biệt lắm 360 vạn. Trần Khải đã có thể tưởng tượng đến, khi cái này 360 vạn tới sổ về sau, Tần Tiểu Ngư biểu lộ cùng phản ứng. Chắc chắn kích động đến nổ tung, đến lúc đó nói chuyện gì, Trần Khải cũng đã có thể đoán được. Lão Trần ngươi cười cái gì? Tần Tiểu Ngư một mặt hàm hàm hương vị. Không có gì, chính là chúng ta phía trước không phải mua kỳ hạn giao hàng sao, còn một giờ nữa dáng vẻ, chúng ta có thể bán đi bộ hiện, đã đến điểm cao nhất. Cái gì, thật sự a? À? Các con rất kích động mà hỏi, lão Trần, chúng ta một lớp này có thể kiếm lời bao nhiêu nha, ngươi trước tiên đừng nói cho ta, để cho ta đoán một chút. Tấu chương xong. Chương 186, lão Trần ngươi bảo hộ ta à Trần Khải ý muốn bảo hộ câu lên. Nghe được Tần Tiểu Ngư nói như vậy, Trần Khải cũng là cười cười, thế là mở miệng nói ra. Hảo, cái kia cá con ngươi liền đoán một chút đi. Ừ, cái kia ta đoán một chút a. À. Tần Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, ta lúc đầu đem ta cái kia 120 vạn, một phần không thiếu gọi cho lão Trần ngươi, mặc dù ngươi coi đó nói với ta, cuối cùng có thể kiếm được gấp ba lợi tức nhưng mà ta cảm giác a à, đầu tư phương diện này phong hiểm vẫn rất lớn hơn nữa có rất nhiều đồ vật là người chúng ta vì không thể nào đoán trước đến cuối cùng hẳn là sẽ không thật sự kiếm được cấp 3 lợi tức cái này ta vẫn biết đến dù sao đến đại học về sau ta khẳng định muốn ghi danh tài chính phương diện chuyên nghiệp lại thêm nghỉ hè trong khoảng thời gian này ta cũng một mực đang nghiên cứu tài chính đầu tư phương diện sách cho nên phương diện khác ta không rõ lắm nhưng mà phương diện này ta vẫn hiểu một chút ta cảm giác a à, Dựa theo chính ta phân tích A. Tần tiểu ngư tiếp tục nói, ta cảm thấy một lớp này xuống, ta lúc đầu đầu tư cái này 120 vạn, cũng không sai biệt lắm có thế kiếm lời. Đại khái 200 vạn. Sạch kiếm lời 80 vạn A. Mặc dù không có đạt đến gấp 3 mong muốn, bất quá lão trần, ngươi thật sự đã rất lợi hại. Tần tiểu ngư vừa cười vừa nói, có thể làm cho ta cái này 120 vạn tiểu kim khố cơ bản gấp bội, kiếm được 200 vạn, vẫn là tương đối lợi hại. Chờ tiền tới sổ về sau, lão trần. Ta cho ngươi chia tiền, dù sao cũng là ngươi dẫn ta kiếm, nếu như không có lão trần ngươi mà nói, ta cũng không kiếm được cái này 80 vạn lợi tức. Nếu không thì chúng ta liền chia một nửa A, à, ngươi cầm 40 vạn, ta lấy 40 vạn, như thế nào? Nếu là ngươi ngại ít mà nói, vậy thì... Ngươi 50 vạn, ta 30 vạn. Hoặc ngươi nói con số, ta trực tiếp cho ngươi chính là... Tần Tiểu Ngư đối với Trần Khải chính xác rất hào phóng, chưa bao giờ coi hắn là ngoại nhân, thậm chí đừng nói chia tiền, cho dù là rồng trả 80 vạn lợi tức toàn bộ cho Trần Khải, Tần Tiểu Ngư cảm thấy cũng không có gì. Dù sao cũng là lão Trần mang chính mình một khối đầu tư. Coi như lão Trần đem kiếm được bộ phận kia tiền đều lấy đi, cái kia cũng rất bình thường. Trần Khải nghe được Tần Tiểu Ngư một lớp này phân tích, hắn cũng là cười cười, Tần Tiểu Ngư, ngươi dám không dám nói lại bảo thủ một điểm. Mới kiếm lời 80 vạn, vậy ta sao phải phí lớn như thế công phu, đợi ròng rã 50 ngày. Lại hướng lớn một chút đoán. Tần Tiểu Ngư nghĩ thầm, chẳng lẽ lần này lợi tức rất cao chẳng lẽ 250 vạn. Sạch kiếm lời 130 vạn. Đoán lại. Tần Tiểu Ngư rất kinh ngạc nhìn hắn, lão Trần, chẳng lẽ ta lại đoán sai. Sạch kiếm lời 130 vạn lại còn thiếu sao? Còn không có đoán đúng. Tần Tiểu Ngư xoa xoa đầu của mình, thực sự không nghĩ ra được. Lão Trần ngươi liền trực tiếp nói với ta a, à, chúng ta một lớp này đến cùng kiếm bao nhiêu nha, rốt cuộc là bao nhiêu lợi tức đâu, mau nói mau nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn biết. Trần Khải hồi đáp lúc đó không hãy cùng ngươi nói sao, cấp ba lợi tức. a, à, lại còn thật là ba lần nha. Lão Trần, ngươi dự đoán cũng quá chuẩn a. À. Tần Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, vậy không phải mang ý nghĩa, Lão Trần ngươi kiếm được 5.000 vạn, ta kiếm được 360 vạn. Wow, thật nhiều nha. Cảm giác chính ta trong nháy mắt thành tiểu phú bà, ha 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 ha, thật kích động, Lão Trần ngươi thật lợi hại, tại đầu tư tài chính phương diện này lợi hại như vậy. Ngươi xác định ngươi không cùng ta một khối ghi danh tài chính chuyên nghiệp sao? ta cảm giác chỉ bằng ngươi đầu tư ánh mắt tương lai khẳng định có triển vọng lớn trần khải cười cười tần tiểu ngư ngươi đang quay mông ngựa của ta phải không nào có vuốt mông ngựa nha ta nói chính là thật sự lão trần ngươi nhìn ta như thế tràn ngập ánh mắt chân thành ngươi liền có thể cảm giác được ta nói chính là thật sự ta có thế tuyệt đối không phải đang quay mông ngựa tần tiểu ngư chậm rãi nói hai người vừa đi vừa nói thời gian chỉ chốc lát liền đi tới trung tâm thành phố đối diện một nhà cửa quán rượu chính là mới vừa nói tới cái nhà kia gọi là dây leo quầy rượu chỗ. Lão Trần, chúng ta cùng tin không cùng biển sâu hai nhà công ty liên quan người phụ trách, ước định địa điểm gặp mặt là tại dây leo quán ba sao. Đi tới cửa quán ba về sau, Tần Tiểu Ngư nhìn một chút trước mắt chỗ, thế là nhìn xem Trần Khải hỏi. Trần Khải trả lời, ân đúng vậy a, à, thế nào cá con. Tần Tiểu Ngư nói rất chân thành, lão Trần ngươi biết, ta đã lớn như vậy đến nay, cho tới bây giờ chưa từng đi quán ba đâu, lần trước ta phát tiểu sinh nhật, mặc dù đã tốt nghiệp trung học đi quầy rượu cũng có thể, nhưng lúc đó cũng chỉ là tại một nhà hàng phòng quán ba loại địa phương này ta còn chưa tới qua đây. Mặc dù là tại Phụng Thiên lớn lên, nhưng mà ta không quá ưa thích quán ba loại địa phương này, lại thêm mẹ ta từ nhỏ gia giáo yêu cầu rất nghiêm ngặt, quản ta quản được rất nghiêm, cho nên ta vẫn lần đầu tới đâu. Không biết bên trong có phải hay không giống người khác nói đặc biệt loạn. Lão Trần, ta nắm lấy quần áo ngươi a. Vạn nhất đi vào về sau có người xấu uống nhiều quá, chạy tới bắt chuyện cái gì, ngươi có thể bảo hộ ta tần tiểu ngư dáng người vốn là rất nhỏ nhắn xinh xắn lúc này trốn ở trần khải đằng sau nắm lấy y phục của hắn cái này một bức rất nhỏ con bộ dáng thật sự để cho trần khải có loại cảm giác nói không ra lời ý muốn bảo hộ đột nhiên nổ tung cốt 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 không có vấn đề nếu là có lời của người xấu ta chắc chắn bảo hộ ngươi trần khải vuốt vuốt cái ót tần tiểu ngư rất là cưng chiều nói kỳ thực giống tần tiểu ngư cô gái như vậy thật sự rất dễ dàng để cho người ta kích thích lên ý muốn bảo hộ trần khải bây giờ liền có loại cảm giác này hì hì ta liền biết, lão Trần ngươi rất chu đáo. Tần Tiểu Ngư cười ngu ngơ lấy. Tiếp đó ngay sau đó, Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư đi vào dây leo quán ba về sau. Mới vừa vào quán ba, bên trong quả thật có chút ầm ĩ. Bất quá cũng còn tốt, dù sao đây là buổi chiều một điểm, cũng không phải đêm hôm khuya khoắt. Giữa ban ngày tới đây người chơi cũng tương đối có hạn, chắc chắn không có lúc buổi tối nhiều như vậy. Nhưng nói cho cùng dù sao cũng là quán ba, một chút đi chơi đánh đĩa âm thanh vẫn rất lớn, trong sàn nhảy cũng có khiêu vũ, quán ba ánh đèn cũng là khắp nơi lập lòe. Lần đầu tới nơi này Tần Tiểu Ngư, tiến vào quán bar về sau, cảm giác tim đập nhanh hơn nhanh, bất quá ngay sau đó, liền theo Trần Khải một khối đi lên lầu một cái ghế lô. Trong phòng khách cách âm hiệu quả tốt hơn, không có dưới lầu ồn như thế. Đi tới phòng về sau, liền thấy hai cái ăn mặc nữ nhân rất có khí chất, lúc này đã xuất hiện tại phòng ngay giữa. Hai người kia phân biệt chính là, tinh không đĩa nhạc cùng biển sâu đĩa nhạc hai nhà công ty liên quan người phụ trách các nàng chuyên môn từ ma đô địa phương xa như vậy, đi máy bay tới Phụng Thiên, chính là vì cùng Trần Khải đàm luận hợp tác lần này. Tinh không công ty đĩa nhạc phái tới đại biểu, đương nhiên chính là vừa mới cùng Trần Khải tán gẫu qua Dương Kỳ. Đến nỗi biển sâu địa hát đại biểu, phía trước có cùng Trần Khải thông qua điện thoại, hắn cũng nhận biết. Trần Khải đồng học, các ngươi đã tới, mau mời ngồi, thỉnh. Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư mới vừa đến phòng, trước mắt hai nữ nhân này liền lập tức đứng lên hướng hắn chào hỏi, một cái sau một cái biểu hiện nhiệt tình dù sao hai nhà cũng là công ty đĩa nhạc, hơn nữa quan hệ cạnh tranh cũng đặc biệt kịch liệt. Tại dưới cái tình huống này, nếu ai có thế ổn định cầm tới Trần Khải sau này ca khúc mới hợp tác quyền, vậy thì mang ý nghĩa chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tấu chương xong. Chương 187, thật muốn đem lão Trần đè lên tường thân mấy lần. Cho nên tại dưới cái tình huống này, mặc kệ là tinh không đĩa hát dương kỳ, vẫn là biển sâu đĩa hát người phụ trách, đều đối Trần Khải phá lệ tôn kính, thái độ đơn giản không cần quá hảo. Trần Khải đồng học, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu nói đi, liên quan tới bài hát này hợp tác vấn đề. Trần Khải gật đầu một cái. Sau đó cùng đối phương nói chuyện không sai biệt lắm một giờ dáng vẻ, ở giữa, Tần Tiểu Ngư an vị tại bên cạnh Trần Khải, từ trong túi tiền lấy ra một cái nải đường, tiếp đó xé mở, ném vào trong miệng của mình mặt, cúi đầu chơi lấy điện thoại. Toàn trình duy trì yên tĩnh. Không thể không nói, Trần Khải vẫn là lần đầu nhìn thấy Tần Tiểu Ngư an tĩnh như vậy dáng vẻ. Đây là đương nhiên. Tần Tiểu Ngư tính cách mặc dù tùy tiện, hơi nhiều lời miệng còn đặc biệt nát cái này cũng là tần tiểu ngư tính cách đặc điểm nhưng cũng là sẽ phân trường hợp bây giờ là trần khải nghiêm túc nói chuyện hợp tác thời điểm tần tiểu ngư đương nhiên ngoan ngoãn bất quá chơi điện thoại di động đồng thời tần tiểu ngư vẫn là thỉnh thoảng hướng về trần khải bên kia liếc mắt nhìn tiếp đó nhỏ giọng lẩm bẩm ở trong lòng lấy lão trần nghiêm túc bàn công việc dáng vẻ vẫn là thật đẹp trai nha không trách trước kia thời điểm thường xuyên ở trên mạng thấy có người nói chăm chỉ làm việc nam nhân đẹp trai nhất quả nhiên nha lão trần nghiêm túc bộ dáng thật sự rất đẹp trai nha sao bình thường soái thật nhiều thật nhiều lần rất ưa thích hắn dạng này tần tiểu ngư lẩm bẩm ở trong lòng lấy tiếp đó tần tiểu ngư tiếp tục giữ yên lặng lấy ra điện thoại di động của mình cho vương gia giai gửi một tin nhắn gia giai hu hu ô phát một câu như vậy tin tức vương gia giai lúc này cùng lý nhiên hai người đã mang theo tần tiểu ngư hai cái tiểu biểu muội ấm áp cùng kiều kiều cùng một chỗ đi tới một nhà rạp chiếu phim vừa mới mua xong vé mua xong bắp trang. Đi vào rạp chiếu phim phòng chiếu phim ở trong. Lập tức liền muốn bắt đầu xem chiếu bóng. Kết quả là ở thời điểm này, Vương Gia Giai điện thoại chấn động hai tiếng, nhìn một chút, lại là cá con gửi tới tin tức. Hơn nữa gửi tới tin tức, lại còn là hu hu mấy chữ như vậy. Thế là Vương Gia Giai hỏi, thế nào cá con, khóc cái gì, ngươi không phải là cùng Trần Khải cùng nhau đi đàm luận chuyện đứng đắn sao? Khóc cái gì nha, sẽ không phải hắn khi dễ ngươi a. À. Hẳn sẽ không a, à, Trần Khải đối với ngươi tốt như vậy làm sao lại khi dễ ngươi? Ta cảm giác không có khả năng a. À? Chẳng lẽ là loại kia khi dễ? Vương dai dai một bên nhìn xem tần tiểu ngư gửi tới tin tức, một bên gãi gãi tóc của mình, có chút nhớ không rõ. Ngồi ở bên cạnh Lý Nghiên mở miệng, dai dai, điện ảnh muốn bắt đầu, ngươi bận rộn lấy cùng ai nói chuyện phím đâu. Tới rạp chiếu phim, không nhìn điện ảnh chơi điện thoại, đây không phải là trắng mua vé sao? Vương dai dai nói, ai nha, nhưng nhiên, ta là đang cùng cá con nói chuyện phím đâu. Tại cùng cá con nói chuyện phím các con không phải cùng Trần Khải nói hợp tác sao, vừa mới tại tiệm lẩu thời điểm còn nói, muốn cùng ma đô hai nhà công ty đĩa nhạc nói chuyện hợp tác. Như thế nào lo lắng cùng ngươi nói chuyện phiếm? Lý nhiên có chút tò mò. Cho ta xem một chút, các con đều đã nói gì với ngươi? Hu hu. Nhìn thấy các con gửi tới tin tức về sau, còn không có đợi vương dai dai nói cái gì, lý nhiên cũng có chút mộng bức. Vì tình huống, các con đây là chịu ủy khuất. Vẫn là chịu ai khi dễ. Em đẹp, tại sao phải đột nhiên phát cái này? một bộ bộ dáng ủy khuất ba ba vương gia gia cũng nói đúng vậy a à, ta cũng cảm thấy cá con có chút không thích hợp đột nhiên vô duyên vô cớ cho ta phát mấy cái hu hu là có ý gì ta đang suy nghĩ sẽ không phải là trần khải đối với cá con làm cái gì a à? cho nên cá con mới phát mấy chữ này vương gia gia rất tò mò hỏi thôi đi cá con ngươi còn không biết nếu như trần khải thật sự đối với nàng làm cái gì ngươi xác định nàng sẽ cho chúng ta phát hu hu mấy chữ này xác định không phải phát hi 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 ha 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 dù sao trước đây thời điểm ngươi cũng không phải không biết cá con thừa dịp nhân gia lúc uống say còn len lén hôn người ta đâu ta cũng không tin trần khải nếu như đối với cá con làm cái gì cá con sẽ ủy khuất ta đoán chừng cô nàng này cao hứng cũng không kịp a à. vương gia gia bình thường mặc dù ưa thích nói đùa nhưng mà nghiêm túc thời điểm vẫn là hết sức chăm chú nhìn một chút ngươi nhưng nhiên đem nhà chúng ta cá con nói thành người nào chúng ta cá con là loại kia không mất tự nhiên nữ hài tử sao lời này vừa mới nói ra miệng Vương Gia Gia liền cùng Lý Nhiên nhìn nhau vài giây đồng hồ, giống như, chính xác không thể nào thận trọng. Xem đi, ta nói a. À. Nhưng nhưng không nại cười, thế là lại gần nói, lúc này điện ảnh đã phát sóng, bất quá hai người đã cũng không nhìn tới. Thế là nói. Gia Giai, ngươi cho cá con phát vài câu tin tức, hỏi một chút cá con thế nào, có phải thật vậy hay không chịu ủy khuất gì? A à đi, vậy ta phát một chút, hỏi một chút. Xem đã xảy ra chuyện gì? Thế là, Vương Gia Giai cùng Lý Nhiên chững chặt đàng hoàng, rất là quan tâm hỏi, cá con, ngươi sao thế đây là, chịu ủy quốc gì, nhanh cho ta nhóm nói một chút. Vốn đang đang thay tần tiểu ngư lo lắng, thế nhưng là một giây sau thời điểm, vương gia dai cùng lý nhiên vài phút liền hoài nghi nhân sinh, đột nhiên cảm giác chính mình không nên bị sinh ra. Hoặc có lẽ là, không nên không có bạn trai. Cả ngày lẫn đêm muốn ăn thức ăn cho chó, cảm giác hợp kim ti tan mắt chó muốn bị lóe mù. Chỉ nghe tần tiểu ngư là nói như vậy. Gia dai, nhưng nhiên, ta lúc này cùng lão trần tại quầy rượu phòng khách, nhìn thấy lão trần chững chặt đàng hoàng một bộ bộ dáng rất chăm chú đang nói việc làm cùng hai nhà công ty đĩa nhạc hơn nữa còn là ma đô lớn nhất hai nhà công ty nói chuyện hợp tác toàn trình biểu hiện phi thường bình tĩnh thái độ rất chân thành ta đột nhiên cảm thấy ô ô nhà chúng ta lão trần tại sao có thể đẹp trai như vậy nha rất thích hắn làm sao bây giờ nhìn hắn nghiêm túc như vậy dáng vẻ thật là muốn đem hắn đè lên tường đích thân lên mấy lần nhìn thấy tần tiểu ngư gửi tới cái này mấy cái tin tức vương dai dai trong nháy mắt cảm giác mình là một thằng hề Tần Tiểu Ngư, ngươi này liền quá mức a. À, ngươi vừa mới phát vài câu hu hu, ta cùng Nhiên Nhiên còn tưởng rằng ngươi chịu ủy khuất gì nữa nha. Hay là Trần Khải khi dễ ngươi đâu? Ta còn tại lo lắng ngươi tới. Kết quả ngươi đây là bí mật mang theo hàng lậu a, à, cho ta chơi một màn này. Ngươi có biết hay không? Ngươi dạng này rất tàn nhẫn, đối với ta cùng Nhiên Nhiên như thế hai đầu độc thân cậu tới nói, ngươi biết ngươi dạng này thường xuyên phóng tránh, cho chúng ta tạo thành tâm lý tổn thương cùng thương tích, rốt cuộc lớn bao nhiêu sao? Van cầu ngươi làm người a. À. Tần Tiểu Ngư cái này ngu ngơ, nghe được Vương Gia Giai câu nói này về sau, vậy mà hiểu lầm. Làm người. Có ý tứ gì, Gia Giai ngươi thật gian ác, vậy mà để cho ta cùng lão Trần đi làm cá nhân. a à. Tần Tiểu Ngư gửi tới tin tức, Vương Gia Giai sau khi xem thực sự là không khóc được cười không thể, một phương diện cũng bởi vì vừa mới bị phóng tránh bị ngược đến, có chút ít phiền muộn. Nhưng mà một giây sau, cũng rất bội phục Tần Tiểu Ngư đầu óc. Cá con ý tứ của ta đó là. Tấu chương xong. Chương 188, tần cá con đầu óc quá cường đại thế mà lý giải thành. Vương Gia Gia giải thích một chút. Tần tiểu ngư, ta thực sự là bội phục ngươi, quá bội phục ngươi. Ngươi còn nói ta gian ác, ta vừa mới là muốn nói, để cho ngươi xin thương xót, coi như là đáng thương đáng thương ta cùng nhiên nhiên, ngươi dạng này kéo dài tính chất phóng túng, hai chúng ta mắt chó sớm muộn sẽ bị lóe mù. Cho nên cầu ngươi làm người. Không phải nhường ngươi cùng Trần Khải, hai người các ngươi đi làm, cá nhân. Tần tiểu ngư ngươi nghĩ gì đây? Ta vương dai dai mặc dù ưa thích nói đùa, nhưng mà không có chút nào gian ác, ta rất thuần khiết được không, ngược lại là cá con chính ngươi, thế mà liên tưởng đến nơi đó, ngươi nói đi, thành thật một chút cùng ta cùng nhiên nhiên giao phó, ngươi có phải hay không muốn làm một người? Không quan hệ, nói thẳng đi, ta cùng nhiên nhiên nhân phẩm ngươi không tin được sao, chúng ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Phi phi phi, dai dai ngươi nói cái gì đó? Tần tiểu ngư ý thức được chính mình vừa mới hiểu lầm dai dai muốn biểu đạt ý tứ, lúc này cũng là có chút ít lúng túng, xem ra sau này mình không thể cùng gia dai trò chuyện nhiều nếu không sớm muộn sẽ bị dai gia dai làm hư cũng tỷ như nói vừa mới gia dai cầu chính mình xin thương xót làm người a à. nếu như là những người khác nói lời này tần tiểu ngư chắc chắn sẽ không nghĩ lung tung cái gì nhưng mà dai gia dai cũng không giống nhau mỗi lần dai gia dai lời nói ra chắc chắn hướng về phương diện kia đi lại ai biết lần này vừa vặn không có ý tứ kia ngược lại là chính mình hiểu lầm rồi a a a tần tiểu ngư đột nhiên cảm giác rất mất mặt còn tốt lão trần vội vàng cùng tin không cùng biển sâu hai nhà công ty để nhạc người phụ trách đàm luận chuyện đứng đắn không có lo lắng để ý chính mình nếu không bị lão trần nhìn thấy chính mình cùng dai dai nói chuyện phím ghi chép đặc biệt là vừa mới câu kia làm người tần tiểu ngư cảm giác chính mình cũng không còn mặt mũi đối với lão trần dai dai ta mới không thèm để ý ngươi đây hừ 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 nhớ kỹ giúp ta chiếu cố tốt ta hai cái tiểu biểu muội điện thoại di động ta hết điện tín hiệu có chút không tốt ta trước tiên không thèm nghe ngươi nói nữa tần tiểu ngư trực tiếp cùng vương gia gia chấm dứt nói chuyện phím vương gia gia cùng lý nhiên nhìn đến đây về sau cũng là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái hai người không khỏi nở nụ cười vương gia gia nói xem đi nhà chúng ta cá con a càng ngày càng tà ác vừa mới kém chút không đem ta chết cười ta tùy tiện một câu nói nói một chút mà thôi cương nhiên bị cá con lý giải thành như thế cái kia cũng thật là không có người nào ha 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 còn không phải gia gia ngươi bình thường lúc nói chuyện lúc nào cũng ưa thích nói đùa một lần nào không phải hướng về phương diện kia đi liên tưởng. Cũng khó trách cá con sẽ lý giải thành dạng này, ta vừa mới cũng giống vậy. Chủ yếu là gia dai, dai ngươi lần này không theo sáo lộ ra bài. Vương gia dai, dai ha ha cười cười, các ngươi nếu nói như vậy, đột nhiên bắt đầu cảm thấy có chút cảm giác thành tựu. Xem ra bình thường ưa thích nói đùa, miệng lưỡi dẻo quẹo, vẫn là rất có thể nắm nói chuyện trời đất cuối cùng quyền giải thích. Không tệ không tệ. Mà tần tiểu ngư bên này, cùng vương gia dai, dai tán gẫu xong về sau, liền quả quyết thối lui ra khỏi uy chắc giới diện chuẩn bị chơi một hồi trò chơi đuổi một ít thời gian nhìn lão trần bên này nói chuyện hợp tác tiến triển cùng tốc độ đoán chừng muốn đuổi tài xế chiều 4 điểm phía trước mới có thể nói xong dáng vẻ bất quá không có quan hệ chậm rãi chờ a à, lúc nào nói xong khi nào thì đi người tần tiểu ngư cũng không nóng nảy ngược lại chỉ cần cùng lão trần ở cùng một chỗ mặc kệ là làm cái gì tần tiểu ngư đều cảm thấy rất an tâm hoặc có lẽ là rất thoải mái nhưng mà cũng còn tốt ít nhất vừa mới chính mình cùng gia gia đối thoại, lão Trần không có trông thấy. Đây chính là tốt. Nhưng mà Tần Tiểu Ngư cũng không biết, vừa mới Trần Khải còn thật sự theo bản năng nắm vài lần. Tần Tiểu Ngư cùng Vương Gia Gia nói chuyện cái gì, hắn đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Làm người. Tần Tiểu Ngư cái này đầu óc thực sự là dị thường cường đại A. Trần Khải đều kém chút bị chọc phát cười. Mà ngay sau đó, thời gian còn lại. Trần Khải liền tiếp tục cùng tin không cùng biển sâu hai nhà công ty để nhạc người phụ trách đem hợp đồng đều ký xong tiếp đó hai người phụ trách đều cho riêng phần mình công ty đánh một trận điện thoại phân phó tài vụ bên kia lập tức an bài chuyển tiền đem phí bản quyền đánh tới trên trần khải tài khoản ngân hàng không bao lâu sau đó trần khải bên này nhận được hơn mấy ngàn vạn phí bản quyền tiếp đó ngay sau đó nói tiếp trần khải đồng học vậy chúng ta trước hết hàng huyên tới nơi này đi không bao lâu sau đó các ngươi nên khai giảng a đến lúc đó tới ma đô ta làm chủ thật tốt chiêu đãi ngươi một chút a à đúng đừng quên đem ngươi vị này bạn gái nhỏ cũng mang lên đến lúc đó ta mời các ngươi hai cái, đi chúng ta ma đô lớn nhất phòng ăn ăn cơm. Hai người phụ trách đều trước sau hướng Trần Khải phát ra mời. Trần Khải gật đầu một cái, hảo, đến lúc đó lại nói. Ngay sau đó, hai người phụ trách liền trực tiếp xuống quầy rượu phòng. Bất quá trước khi đi, cướp đem đơn cho mua. Tiếp đó liền mua đêm đó vé máy bay, chuẩn bị trở về ma đô đi. Dù sao bây giờ hai nhà công ty, quan hệ cạnh tranh khiến cho vô cùng kịch liệt, một khắc cũng không thể chậm trễ. Bây giờ hai nhà công ty, Đồng loạt lấy được Trần Khải một bài hát mới quyền sử dụng. Đều nghĩ thừa cơ hội này, ưu tiên tiến hành tuyên truyền. Cũng muốn cướp trước tiên đối phương một bước. Thế là liền vô cùng lo lắng trở về Ma Đô đi. Mấy người hai vị này người phụ trách rời đi quán bar về sau. Trần Khải cũng từ dưới lầu, về tới phòng khách ở trong, hắn vừa mới theo lễ phép, đưa một chút hai người phụ trách, thuận tiện lên cái toilet. Trở lại phòng khách về sau. Chú ý tới tầng tiểu ngư còn tại cuối đầu chơi lấy điện thoại đang chơi một cái gọi là nguyên thần game điện thoại. Trò chơi này là tại 2 giờ trước đó ban bố nội trắc bản. Mặc dù chỉ là nội trắc, không trải qua tuyến về sau, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người chú ý cùng hẹn trước, điên cùng cướp nội trắc mã. Tần Tiểu Ngư thật sự không nghĩ tới, tay mình khí thế mà hảo như vậy. Vậy mà cướp được. Đưa vào nội trắc mã về sau, liền trực tiếp tiến vào trong game. Chơi một hồi, mặc dù Tần Tiểu Ngư không quá biết chơi, nhưng mà đặc biệt ưa thích trò chơi này họa phong, nhân vật ở bên trong, từng cái cũng quá đẹp a, à. đặc biệt là có một nhân vật gọi là hồ đào, thật sự rất khả ái. chú ý tới tần tiểu ngư tập trung tinh thần cúi đầu chơi lấy trò chơi. trần khải trở lại phòng khách về sau nói một tiếng, cá con chúng ta không sai biệt lắm cần phải đi. a, à. tần tiểu ngư bị kêu một tiếng về sau, lúc này mới phản ứng lại, tiếp đó hướng bên cạnh nhìn một chút. lão trần vừa mới hai vị kia công ty để nhạc người phụ trách đâu, đi rồi sao? ta vừa mới đang chuyên tâm chơi đùa hoàn toàn không để ý. Lão Trần ngươi mau tới đây. Gần nhất có một trò chơi vừa mới lên tuyến, bất quá vẫn chỉ là nội trắc. Trò chơi này chơi cũng vui, bên trong trò chơi hỏa phong còn có nhân vật hình tượng, cũng quá dễ nhìn, lão Trần ngươi mau tới đây nhìn một chút. Trò chơi này không biết là nhà ai công ty làm ra. Thật lợi hại. Ta cảm giác trò chơi này, sau ta phía trước chơi game điện thoại, đều chơi vui hơn. Cái này chính xác, dù sao bây giờ là 2016 năm trên thị trường có thể đánh game điện thoại cũng không phải rất nhiều. Mà Trần Khải Triều tịch mạng lưới công ty khoa học kỹ thuật. Đang cầm đến nguyên thần Hoàng Mỹ trụ tính phương án về sau. Tấu chương xong. Chương 189, các con ta muốn nghe nữ hài tử bảo ta lão công. liền lập tức căn cứ vào bây giờ 2016 năm điện thoại phối trí, đối với trò chơi này tiến hành ưu hóa. Thông qua hình ảnh tinh Mỹ độ giảm xuống, đến đề thăng trò chơi độ mượt. Đây là chuyện không có cách nào khác, dù sao 2016 năm điện thoại phối trí, cùng rất nhiều năm về sau so ra, vẫn là chênh lệch tương đối lớn. Bất quá liền xem như dạng này. Trò chơi này vẫn như cũ có thể bằng vào cách chơi, nhân vật hình tượng họa phong, chất lượng cao nội dung trò chơi các loại, tất cả phương diện, tại 2016 năm thời đại này cạc cạc loạn vết. Lão Trần, đúng, ta nhớ được công ty của các ngươi, không phải cũng có trò chơi cái này nghiệp vụ sao, kỳ thực ta cảm thấy đâu. Công ty của các ngươi có thể tham khảo một chút trò chơi này, ngươi cũng biết, ta bình thường thật thích xem anime, cũng coi như là một cái nhị thứ nguyên trung thực kẻ yêu thích. Ta cảm giác trò chơi này đặc biệt có cái loại cảm giác này. Thật sự rất cốt a." À. Tần Cá Con một bên chơi vừa nói. "Lão Trần, các ngươi công ty nếu như làm trò chơi mà nói, muốn suy nghĩ một chút hay không, tham khảo một chút trò chơi này đâu." Nghe được Tần Cá Con nói như vậy, Trần Khải cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó nhìn Cá Con. "Tần Cá Con, ngươi ra khỏi trò chơi về sau, nhìn một chút trò chơi official website." Nhìn một chút trò chơi official website thế nào? Tần cá con rất mơ hồ mà hỏi. Tiếp đó cũng không hỏi nhiều, liền trực tiếp mở ra trò chơi này official website. Nội trắc official website giới diện. Kéo đến phía dưới cùng nhất biểu hiện ra một hàng chữ. Bản nội trắc hoạt động cuối cùng quyền giải thích về gian bắt triều tịch mạng lưới khoa học kỹ thuật tất cả. Triều tịch mạng lưới khoa học kỹ thuật, đây không phải lão trần nhà kia công ty sao? Tầng cá con gương mặt giật mình, lão trần, làm nửa ngày trò chơi này, lại là công ty của các ngươi làm ra. Ta vừa mới đều không như thế nào để ý tới đâu, chỉ là đơn thuần cảm thấy trò chơi này chơi rất vui." Tần Cá con miệng nhỏ bá bá nói. Tiếp đó một mặt hàm hàm nhìn xem Trần Khải, "Lão Trần, ngươi biết cái này gọi là cái gì không, cái này kêu là duyên phận." "Ta tùy tiện nhìn thấy một trò chơi, chơi nửa ngày mới biết, lại là huynh đệ ta công ty khai thác trò chơi." "Nhìn thấy chưa, hai người chúng ta đây chính là đánh đều đánh không ngừng huynh đệ quan hệ nha." "Lão Trần ngươi nói đúng không?" Nhìn thấy Tần Cá con hàm hàm nói đến lời này, Trần Khải sẽ khóc cười không thể. Vân vân vân, các con ngươi nói không sai. Bất quá trước tiên không nóng nảy chơi đùa, ngươi nếu là thật muốn chơi mà nói, buổi tối hôm nay ta chơi với ngươi một đêm. Bây giờ quan trọng nhất là, đem thẻ ngân hàng của ngươi số thẻ nói cho ta biết. Ta bây giờ đem tiền chuyển cho ngươi. Trần Khải giải thích một chút, vừa rồi thời điểm, ta liền đã đem chúng ta phía trước đầu tư mua kỳ hạn giao hàng, tại điểm cao nhất bộ hiện, số tiền này đã vào trương mục. Đưa cho ngươi tổng cộng là 360 vạn đem số thẻ cho ta. Tần cá con sửng sốt một chút, tiếp đó rất kích động nói, lão Trần, thật là 360 vạn nha. Wow ao, wow, ta cảm giác ta muốn thành tiểu phú bà. Lão Trần, ngươi thật là không cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi. Lúc đó, cha ta lưu cho tương lai của ta đồ cưới tiểu kim khố, không nhiều không ít hết thảy 120 vạn, một phần không lưu toàn bộ đưa cho ngươi. Ngươi còn thật sự giúp ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, quả nhiên không để cho ta thất vọng, thật lợi hại. Lão Trần ngươi thật ngưu bất quá đương nhiên ta tần cá con thế nhưng là rất giản nghĩa khí lão trần ngươi giúp ta kiếm lời nhiều tiền như vậy ta sẽ không toàn bộ cầm ngươi tùy tiện cầm bao nhiêu đều được muốn cho ta ném bao nhiêu liền ném bao nhiêu ta không quan tâm cái này dù sao tần cá con trong nhà rất giàu có bản thân liền là một cái phú gia nữ sở dĩ kinh ngạc như vậy hoàn toàn là bởi vì trần khải dự đoán cuối cùng có thế kiếm lời mấy lần lợi tức đây là để cho tần cá con tương đối kinh ngạc đến nỗi có tiền hay không cái kia cũng không sao cả dù sao cũng là lão Trần giúp mình kiếm. Coi như toàn bộ cho hắn. Tần cá con cảm thấy cũng không có gì, dù sao nếu như không có lão Trần mà nói, chính mình cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a. À. Trần Khải nói thẳng, cá con, ngươi đem số thẻ trước tiên cho ta. Út tốt. Tần cá con lấy ra điện thoại di động của mình, tiếp đó mở ra một cái ngân hàng áp phần mềm, lấy ra một chút số thẻ, cho Trần Khải nhìn một chút. Đưa vào bên trên số thẻ về sau, Trần Khải trực tiếp đánh 360 vạn đi qua nếu là chính mình giúp tầng cá con tiền kiếm được. Bây giờ kiếm tiền, vậy dĩ nhiên là cho cá con, dù sao tiền vốn là cá con. Mà phía bên mình, vừa mới vào tài khoản 5.000 vạn hơn, thật đúng là không kém chút tiền ấy. Lại thêm vừa mới thời điểm, Trần Khải cùng tin không cùng biển sâu hai nhà công ty đĩa nhạc đàm phán thành công hai bài ca hợp tác, cuối cùng kế thu đến hơn mấy ngàn vạn phí bản quyền. Trước trước sau sau cộng lại, không sai biệt lắm 7, 8 ngàn vạn A. Mặc dù có 7, 8 ngàn vạn tiền mặt lưu, bất quá số tiền này Trần Khải là hữu dụng. Hắn tính toán tại Ma Đô thành lập một nhà truyền hình điện ảnh đầu tư loại công ty. Bao quát quay chụp cà chua thành phố nhà giàu nhất bộ phim này, đến lúc đó cũng sẽ dùng đến tiền không ít. Thậm chí cái này 7, 8 ngàn vạn còn chưa đủ đâu. Bất quá không có quan hệ, Trần Khải khóa lại hệ thống, tiền mặt lưu chắc chắn là không thiếu. Đằng sau nếu như lại thu được một chút ca khúc mới biểu diễn độ thuần thục ban thưởng, tùy tiện kiếm tiền. Thậm chí bao gồm, hắn còn có thể chuyên môn cho đang học ca sĩ sáng tác bài hát, đem một vài mấy năm về sau chất lượng không thể nào cao, nhưng mà truyền sướng độ rất cao nước bọt ca viết cho đối phương, còn có thể kiếm lời một bút tiền không ít. Ngược lại chỉ là nước bọt ca mà thôi, hồng bên trên một hai tháng cũng liền đứng đầy đường, xem như kiếm lời một đợt nhanh tiền phương thức, cái kia cũng rất tốt. Lão Trần, ngươi thật sự cho ta chuyển 360 vạn. Nhìn thấy Trần Khải vừa mới ghi chép chuyển tiền về sau, tần cá con biểu lộ ngây ngẩn cả người, trừng mắt to như nước trong veo. Lão Trần, Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, số tiền này là ngươi giúp ta kiếm, ngươi lấy thêm một điểm, cho ta thiếu lưu một điểm là được. Ngươi như thế nào toàn bộ chuyển cho ta a. À? Trần Khải cười trả lời, Cá con, chúng ta không phải huynh đệ sao? Là huynh đệ nha. Nếu là huynh đệ, cái kia còn cùng huynh đệ mình thách khí cái gì, cái này 360 vạn đều là ngươi, cầm là được rồi. Hơn nữa cái này không tính là gì, về sau nếu có cơ hội kiếm tiền, ta vẫn sẽ mang theo ngươi một khối kiếm tiền." "Có thật không, lão Trần ngươi quá tốt rồi." nói thật, ta không ra nói đùa. nếu như không phải là bởi vì nam nữ hữu biệt, nếu ta là một cái nam sinh mà nói, lão trần, ta bây giờ chắc chắn kích động, đem ngươi đè lên tường thân chết ngươi. tần cá con cười ngu ngơ lấy. dù sao các ngươi nam sinh ở giữa, nếu như rất kích động mà nói, hôn một chút huynh đệ mình cũng không có gì a, à, tối đa cũng chính là bị mắng hai câu, lăn đi, ngươi cái gai cũng sẽ không thiếu khối thịt. lão trần ngươi nói đúng không, đáng tiếc chúng ta huynh đệ quan hệ quá đặc thù, nếu không chỉ bằng ta bây giờ cái này tâm tình kích động, làm không tốt ta thật sự sẽ khống chế không nổi chính mình đem lão Trần ngươi đè lên tường. Nghe được tần cá con nói như vậy, Trần Khải ngược lại là tới mấy phần hứng thú. Thế là chững chạc đàng hoàng lừa gạt. Cá con, nhìn ra được, ngươi rất kích động có phải hay không? Tần cá con gật đầu, đương nhiên kích động, lão Trần ngươi giúp ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, để cho kho bạc nhỏ của ta lật ra gấp mấy lần, ta có thế không kích động đi. Lão Trần, ngươi nói đi, ta muốn làm sao báo đáp ngươi giúp ta kiếm lời nhiều tiền như vậy đâu. Tần cá con vỗ ngực một cái, ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được. Trần Khải chững chạc đàng hoàng lừa gạt lấy, cũng không có gì yêu cầu khác, chính là cá con ngươi cũng biết. Chúng ta cao trung học tập rất khẩn trương, ba năm cao trung xuống ta cũng không yêu đương. Nhưng ở trong lòng ta đâu, một mực có một cái không có thực hiện nguyện vọng. Nguyện vọng này chính là, muốn nghe nữ hài tử bảo ta một tiếng lão công. Đáng tiếc, cá con ngươi cũng biết, trừ ngươi ở ngoài, ta cùng nữ hài tử khác đi cũng không phải rất gần. Hơn nữa để cho những nữ sinh khác quản ta gọi một tiếng lão công nghe một chút, lại dễ dàng bị đánh. Cho nên cá con ngươi nhìn. Tấu chương xong. Chương 190, lão Trần cái kia ngươi có phải hay không cũng phải giúp ta một chuyện đâu. Trần Khải chững chạc đàng hoàng lừa gạt lấy, mà tần tiểu ngư lúc này gương mặt ngu ngơ biểu lộ. CPU kém chút làm đốt đi, bất quá cũng không có hướng về phương diện khác nghĩ lung tung cái gì. Ngược lại hàm hàm hỏi một câu. a à phải không, Lão Trần, ngươi như thế nào đột nhiên có loại này đam mê a, à, muốn cho nữ hài tử quản ngươi gọi lão công. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như cũng rất bình thường, dù sao cũng so để cho nam hài tử gọi ngươi lão công bình thường a, à. ha ha ha, lão Trần ta không phải là hoài nghi ngươi có đấu kiếm khuynh hướng, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ta ý tứ a, à, ta là muốn nói. Chúng ta bản thân mới vừa vặn tốt nghiệp, mới 18 tuổi mà thôi, lão công danh xưng như thế này, có phải hay không có chút thành thục quá sớm rồi. Bất quá, lão Trần ngươi nói không sai chúng ta ba năm cao trung thời gian xuống ta đối với ngươi quá hiểu chính xác giống như ngươi nói cái này ba năm cao trung trừ ta ra bên cạnh ngươi có vẻ như không có cái gì khác phái coi như lục tục ngo ngoe có mấy cái nữ sinh hướng ngươi thổ lộ cho ngươi viết thư tình nhưng trên cơ bản đều bị ngươi quả quyết cự tuyệt bên cạnh ngươi xác thực cũng chỉ có ta như thế một cái khác phái huống chi hai người chúng ta cũng là tinh khiết hảo huynh đệ nếu như ngươi muốn nghe nữ hài tử gọi ngươi lão công lời nói có vẻ như cũng chỉ có thể tìm ta hỗ trợ Tần Tiểu Ngư hàm hàm nói, mặc dù quan tâm chính mình huynh đệ kêu một tiếng lão công, có chút quá cái kia. Bất quá không có quan hệ, ngược lại lão Trần cùng lão công không phải liền là kém một chữ sao? Ai da cái này không có gì, lại nói chính mình còn không có dùng danh xưng như thế này, xưng hô qua người khác cũng coi như là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới a. À. Nếu không thì kêu một tiếng thử xem, thử xem liền thử xem. Thế là Tần Tiểu Ngư cười hì hì. Ai nha ai nha, lão Trần vậy ngươi xem như tìm đúng người mặc dù chúng ta là huynh đệ đột nhiên để cho ta bảo ngươi lão công ta quả thật có chút không quá thích ứng bất quá chỉ là một câu xưng hô mà thôi đây cũng không có gì lớn chúng ta làm huynh đệ vốn là hẳn là gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ vậy ta liền giúp ngươi tròn tâm nguyện này à bất quá hai chữ này cảm giác kêu đi ra sẽ khá khó chịu được rồi được rồi lão trần ngươi liền thích hợp nghe đi lão tần tiểu ngư bình thường tính cách mặc dù là tùy tiện nhưng mà thời điểm then chốt vẫn có chút không thả ra. Dù sao mình luôn luôn là quen thuộc gọi hắn lão Trần. Đã hô quen thuộc, đột nhiên kêu một tiếng lão công, cái này quá kỳ quái. Nhưng mà không có cách nào a. À. Lão Trần chỉ như vậy một cái tâm nguyện, làm huynh đệ, chẳng lẽ không nên giúp cái này bận rộn sao? Huống chi, lão Trần giúp mình kiếm lời nhiều tiền như vậy, trồng rã 360 vạn a. À. Thậm chí lão Trần đối với chính mình còn đặc biệt lớn phương. Vốn là mình muốn đem những thứ này kiếm được tiền, cho thêm lão Trần chia một ít kết quả hắn cứ thế không cần toàn bộ gọi cho chính mình chuyện này nếu là không giúp mà nói mình không phải là thật không có lương tâm sao tần tiểu ngư cũng không phải loại người này thế là nhắm mắt cắn răng cực kỳ chật vật hô một tiếng lão công trời ạ à, quan tâm chính mình huynh đệ gọi lão công loại cảm giác này cũng quá cái kia đi mặc dù chỉ là tùy tiện kêu một tiếng mà thôi cũng không có gì nam sinh ở giữa làm huynh đệ vì để cho đối phương giúp mình đánh phần cơm không tiếc gọi đối phương ba ba cũng có khối người thậm chí gọi tổ tông, gọi gia gia đều có. cùng những cái kia so ra, kêu một tiếng lão công giống như cũng không tính là gì a. À. tối thiểu nhất là ngang hàng. tần tiểu ngư ở trong lòng nghĩ như vậy. sau đó nhìn trần khải nói, lão công, a à không phải, lão trần. ta đã vừa mới kêu ngươi một tiếng lão công, như thế nào, ta rất chu đáo a. À? ngươi có một cái như vậy, muốn bị nữ hài tử kêu một tiếng lão công tâm nguyện, ta giúp ngươi thực hiện. có phải hay không cảm thấy ta còn rất chu đáo đâu? hắc hắc tuyệt đối không nên cảm ơn ta a à, lão trần chúng ta làm huynh đệ có cái gì yêu cầu có cái gì phải giúp một tay ngươi cứ mở miệng tính cách của ta người khác không hiểu rõ mà nói cái kia còn rất bình thường lão trần ngươi hẳn là rõ ràng nhất a à. ta tần tiểu ngư thế nhưng là rất trượng nghĩa thật không nói đùa luận trượng nghĩa mà nói luận nghĩa huynh đệ ký ta tần tiểu ngư nếu là sắp xếp thứ hai ta dám nói tuyệt đối sẽ không có người dám tự xưng là đệ nhất lão trần ngươi liền nói tin hay không a à. tần tiểu ngư vỗ vỗ lồng ngực của mình một mặt hàm hàm biểu lộ cười hồ hồ nói, Trần Khải nở nụ cười. Ngay tại Tần Tiểu Ngư vừa mới gọi mình một tiếng lão công thời điểm, hắn không cẩn thận, bỏ lỡ chạm đến điện thoại di động màn hình, dẫn đến ghi âm phần mềm được mở ra. Không cẩn thận liền thu âm lại. Tiếng kia lão công, không cẩn thận liền bị ghi chép đến. Tần Tiểu Ngư lúc này biểu lộ đều trừng lớn, tiếp đó rất không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Khải. Lão Trần, ta vừa mới thế nhưng là đang thay ngươi thực hiện tâm nguyện a ngươi muốn nghe nữ hài tử quản ngươi kêu một tiếng lão công bên cạnh ngươi không có cái khác bằng hữu khắc phái nếu như tìm cô gái xa lạ để cho đối phương gọi ngươi lão công mà nói yêu cầu này có chút quá đột nhiên làm không tốt dễ dàng bị đánh ta là ngươi nữ huynh đệ ở phương diện này ta anh dũng dành trước ta là cỡ nào giảng nghĩa huynh đệ ký ngươi thế mà thừa cơ ghi âm tần tiểu ngư gương mặt kinh ngạc lão trần ngươi vậy mà ghi âm ngươi sao có thể ghi âm đâu đây nếu là truyền ra ngoài vậy ta tần tiểu ngư không cần mặt mũi sao? Đây cũng quá cái kia đi, không được không được không được, lão trần ngươi mau đưa ghi âm xóa A. Nhờ cậy nhờ cậy, lão trần vang cầu ngươi rồi đi, đem cái này ghi âm xóa có hay không hảo? Ta cũng không muốn để cho gia giai cùng nhiên nhiên biết, ta vừa mới quản ngươi kêu một tiếng lão công. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Dù là ta chỉ là đang giúp ngươi vội vàng, thay ngươi thực hiện tâm nguyện mà thôi. Nhưng mà gia giai cùng nhiên nhiên chắc chắn sẽ không muốn như vậy. Nếu như, lão trần ngươi nếu là không muốn xóa mà nói, cũng không phải không thể. Nhưng mà muôn ngàn lần không thể để người khác nghe được, biết không lão trần, chính ngươi nghe có thể. Nhưng mà không cho phép cho người khác nghe. a nha, thật không nghĩ tới lão trần ngươi thế mà vụng trộm ghi âm, chúng ta làm huynh đệ, còn có hay không một điểm tín nhiệm. Tần tiểu ngư nói lời này đồng thời, biểu rồi một lần miệng của mình, cái này vẻ mặt nhỏ thật là rất khả ái. Mặc dù vừa mới lời nói như vậy. Bất quá tần tiểu ngư ở trong lòng lại sướng đến phát rồ rồi, lão Trần vụng trộn ghi âm là có ý gì? Hắn sẽ không phải thật sự rất muốn cho chính mình gọi hắn lão công A. Cho nên vừa mới ghi âm. Vì chính là về sau muốn nghe thời điểm, tùy thời có thể lấy ra nghe một lần lại một lần. Đối với không tệ, chắc chắn chính là như vậy. Tần Tiểu Ngư ở trong lòng hàm hàm suy nghĩ, ai nha, lão Trần chân chính là. Nếu là hắn muốn nghe lời nói, vậy thì mở miệng A. Giống như vừa mới. Giúp huynh đệ một tay nho nhỏ như vậy, cái này có gì ghê gớm làm gì còn muốn ghi âm đâu ngươi cũng ghi âm lần sau nếu như muốn nghe nữ hài tử gọi lão công lời nói không hay dùng không đến ta sao tần tiểu ngư ở trong lòng nghĩ như vậy đương nhiên trần khải tự nhiên là không biết tần tiểu ngư thời khắc này tiếng lòng nếu không vậy coi như có ý tứ nhiều tiếp đó ngay sau đó tần tiểu ngư hàm hàm nói lão trần ngươi nhìn vừa mới tiếng này lão công ta cũng gọi ngươi có phải hay không cũng cần phải giúp ta một chuyện tấu chương xong